Múp là trạng thái cơ thể trên người nữ. Nó tuy là tính từ nhưng lại kích thích vài động từ như húp. Múp không dành cho những người nam, thay bằng múp thì người ta hay dùng béo, mập các kiểu. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao lại có người múp, người không, người gầy, người béo, người 400, người 5 triệu? Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ. Cơ thể dung nạp thức ăn và tạo ra năng lượng trong quá trình trao đổi chất. Nếu những năng lượng này không được sử dụng hết thì nó sẽ hình thành mỡ thừa, tích tụ lại cơ thể và gây múp. Đó là lý thuyết. Trên thực tế thì có nhiều người ăn cực ít, vận động cực nhiều nhưng vẫn bị múp. Nguyên nhân là do số ít người bị rối loạn chuyển hóa chất trong cơ thể. Hiểu đơn giản thì những người này dường như họ có thể quang hợp để tạo ra mỡ. Còn có những người họ vận động gấp nhiều người thường, mỗi ngày chỉ 2 tô mì kèm chai Sting nhưng mập thì vẫn hoàn mập. Khoa học nghiên cứu và không thể tìm ra nguyên nhân. Tuy là thế nhưng không vì vậy mà họ nản chí, họ vẫn chăm chỉ vận động từng ngày, từng ngày. Đa phần nguyên nhân khiến các bạn béo là do ăn uống sinh hoạt không hợp lý. Ví như uống quá nhiều nước ngọt khiến cơ thể dư thừa năng lượng, ít vận động thể chất khiến cơ thể không đốt số năng lượng dư thừa kia được. Và cứ thế qua từng ngày bạn tăng cân. Cách để giảm béo thành múp là bạn cần kiểm soát thói quen ăn uống của mình. Hãy trang bị một cuốn sổ nhỏ, ghi lại tất cả những thứ bạn ăn uống trong ngày vào đó. Sau một tuần, bạn sẽ thấy vấn đề nằm ở đâu. Khi nhận ra vấn đề, hãy cố kiểm soát nó, loại bỏ nó, sống không cần nó. Khi đã đá đít nó ra cuộc đời được, bạn hãy lên kế hoạch giảm cân lành mạnh chứ không dùng thuốc, ăn kiêng bạo lực hay thẩm du loli các kiểu. Hãy làm từ từ, kiên trì và kiên định. Bạn không thể mài than thành kim cương trong ngày 1, ngày 2 được. Và chúc bạn sớm bị húp hoặc được húp.